Trong sự kiện kỷ niệm 20 năm của Super Sentai, chúng ta sẽ có Cover Fight kỷ niệm 20 năm. Tập phim sẽ được chính thức công bố tại rạp ở Nhật vào tháng 2 năm sau và sẽ được công bố bản Blu-ray vào những tháng tới. Sau video này, mình sẽ ra mắt một số video liên quan tới Fight như tổng hợp lại tất cả chiếc hắc lưng cũng như là rider nào mạnh nhất trong Fight và tất cả hình dạng của Cover Fight là chuyện không thể thiếu. Nếu bạn thấy thích những video thì comment phía dưới cho mình nhé. Toei những năm gần đây có vẻ rất quan tâm tới series Tokusatsu. Họ liên tục tung ra những bản kỷ niệm 10 năm, 20 năm về cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Riêng Super Sentai đã có kỷ niệm 10 năm từ rất lâu. Thậm chí bây giờ chúng ta sắp có kỷ niệm 20 năm của series Deka. Trước đó là Hurricanja lẫn Abrenja. Chỉ mới có kỷ niệm hay nhất là Koro-O kỷ niệm 10 năm. Chúng ta vẫn chưa hề có kỷ niệm 20 năm nào. Và sau rất nhiều những màn thử nghiệm về Koro Ryuki trở lại trong spin-off với series của Zio, gần đây là xuất hiện trong movie cùng với Kiss và Revive được công chiếu tại Việt Nam. Lần này chúng ta đã chính thức có được series kỷ niệm 20 năm với Koro 555 hay chúng ta quen thuộc hơn với cái tên Koro Fight. Nội dung sơ lược của bộ phim đã được công bố, Koro Fight với tên gọi Paradise Regain. Nội dung của phim sẽ là nối tiếp tập cuối diễn ra vào thời điểm 20 năm sau. Kết thúc tập cuối của Fight, thế lực của tập đoàn Smart Grand vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này đang được dẫn đầu bởi Kitazaki Dragon Ophenos. Hắn ta hiện tại đang nắm vai trò cực kỳ quan trọng trong tập đoàn Smart Grand. Còn về phần những nhân vật chính, Mari cùng với nhân vật mới Zotaro, có vẻ cửa hàng đã được tân trang khá nhiều so với lần trước. Không đơn giản chỉ là kinh doanh cửa hàng giật ủi, họ còn phối hợp cùng với Kaido lẫn Kusaka để bảo vệ những Ophenos. Mình sẽ dừng lại một chút ở đoạn này. Nếu nói tiếp series chính thì có lẽ như Kusaka đã không hề còn tồn tại. Và tại sao một kẻ như Kusaka lại phối hợp để bảo vệ những Ophenos? Chuyện này có vẻ khá là kỳ lạ. Một trường hợp khá dĩ xảy ra là tên Kusaka này đã chuyển hóa thành Ophenos sau tập cuối. Nhưng rõ ràng chúng ta đã thấy anh ấy hóa thành Final Form Kaisan. Thì làm sao có thể chuyển hóa? Chẳng lẽ có một trường hợp đặc biệt được hồi sinh từ đống tro tàn đó? Nếu khả năng cực mạnh như vậy thì nấy xứng đáng làm trùm cuối của bộ phim. Một số hình ảnh trong đoạn trailer chúng ta cũng thấy được một phần nào đó Kusaka đã có tính cách cũng thay đổi ít nhiều. Dù vẫn gian ác, tráo trở như mỗi khi nhưng hắn ta có vẻ khá kỳ lạ về mặt tính cách. Nối tiếp những sự kiện xoay quanh tập đoàn Smart Grand, lúc này tổ chức này đã được thâu tóm bởi chính phủ. Và mục đích của tổ chức lại là tiêu diệt Ophenos, cũng mâu thuẫn với việc tên Dragon Ophenos đang là người chỉ huy của tổ chức này. Tại sao hắn ta lại chấp nhận việc tiêu diệt Ophenos giống loài của hắn? Hay thậm chí đằng sau những chuyện này có những bí ẩn đáng nói hơn? Đó là về phần sơ lược về bối cảnh. Chúng ta sẽ đến phần nội dung chính. Nhóm của Kaido, Kusaka đã phối hợp với nhau để giải cứu những Ophenos. Cũng là hình ảnh trong đoạn trailer, họ đã phải chiến đấu với một rider mới, Kamen Rider Moose. Cô ta được chuyển hóa từ cô gái mang tên Reika, đã xuất hiện rất nhiều trong những hình ảnh được leak ra trước đó về Cover Fight. Có lẽ sẽ là rider tông màu xanh dương để thế chỗ cho Delta. Một rider với tông màu đen trắng khó mà phù hợp được với series mà hai tên còn lại là đỏ và vàng. Ngoài việc phải đối mặt với tên thủ lĩnh là một Kamen Rider, và nguyên bản của Kai'Sa lúc đó có chiến đấu được Rider thế hệ mới, tưởng chừng như mọi thứ đã tồi tệ lắm rồi thì nhân vật cũ lại xuất hiện. Một người như trong đoạn trailer, họ không thể nào tìm ra được người đó. Nên phe bảo vệ Ophenos chỉ có Kusaka cũng như Kaido, người đó không ai khác ngoài nhân vật chính Kamen Rider Fight Takumi. Anh ta lần này đã chuyển hóa cũng là hình dạng mới, Net Fight. Nhưng lại là phe đối địch, hợp tác với Cover mới, đối mặt với tất cả mọi người. Có lẽ lúc này sẽ là lúc hình dạng Kai'Sa phiên bản cũ bị phá hủy hoàn toàn, để anh ta có được Next Kai'Sa. Và đó là nội dung sơ bộ của bộ phim. Tiếp theo sẽ là phần nói về tạo hình của Rider mới, cũng như vật phẩm biến hình, một chiếc driver hoàn toàn mới và chiếc smartphone. Fire Driver Next và hình dạng của Fire đã có một video riêng của Toei liên quan tới đồ chơi cũng như tạo hình của Rider này. Mình sẽ nói chi tiết. Đầu tiên là phần chiếc thắt lưng. Cấu tạo chiếc lưng đã có vẻ như cứng chắc, nhiều chi tiết hơn hẳn so với làm chiếc driver cơ bản. Rất thích hợp với một series thiên về công nghệ như Fight, với những chi tiết là những rãnh tròn và đường năng lượng photon đặc trưng màu đỏ của Fight, điểm tô bằng những chi tiết kim loại và những chi tiết màu đen. Và sau 20 năm thì chúng ta đã không còn xài điện thoại gập. Thời điểm Fight ra mắt thì chiếc điện thoại đó có thể là một gì đó rất là tương lai, nhưng với thời điểm hiện tại, thời đại mà smartphone đang dần xâm chiếm, thì việc chuyển đổi sang Fight thành Net Fight cũng là điều khá hay. Liệu Toei có thể làm một điều đột phá? Đó là những rider kỷ niệm 10 năm họ chỉ thay đổi hình dạng quan trọng giống như ô 10 năm, còn về rider kỷ niệm 20 năm sẽ thay đổi luôn cả form gốc.
giống như Netfire lần này. Tất cả những vũ khí hỗ trợ của Fire được giữ nguyên, trừ có vẻ như Firefall cũ sẽ không được tái tạo lại, còn lại tất cả những vũ khí khác, đến cả vũ khí của Blaster Form cũng đã được tích hợp vào chiếc smartphone hoàn toàn mới này. Đúng như tên gọi của nó đơn thuần là một chiếc điện thoại di động, được tích hợp vào đó những vũ khí cơ bản của Fire, bao gồm cả hình dạng Knuckle lẫn hình dạng Burst, là một hình dạng khẩu súng nhỏ. Nếu các bạn không biết thì đây có thể là một hình dạng tái chế được phone trong Call of Revive, cũng có khả năng chuyển đổi hình dạng súng. Cả hai hình dạng đều không có gì đặc biệt. Với hai đầu tròn ở hai bên, không biết nó có khả năng gắn trực tiếp vào chân của Fire để tạo đòn finish đặc trưng của anh hay không. Nếu thật sự làm được như vậy thì khả năng chiếc Firephone này sẽ thay thế hoàn toàn ba vũ khí cơ bản của Fire, trừ thanh gươm, vì thanh gươm chúng ta có khả năng tái tạo từ chiếc Firephone, cũng như việc anh ấy có khả năng sử dụng thanh gươm của dạng blaster, nên mình nghĩ tạo hình thành một thanh gươm là không cần thiết. Và cuối cùng sẽ là nói về hình dạng mới nhất của Fire. Nhiều ý kiến cho rằng hình dạng này khá mất chất khi gồ ghề hơn so với Fire cơ bản khá nhiều. Nhưng theo mình thì không hẳn là như vậy. Đầu tiên là anh ấy đã mất đi đường photon đặc trưng kéo dài trên khắp cơ thể mà được tạo thành từ rất nhiều viên khác nhau. Tạo hình của Netfire hiện đại hơn Fire khá nhiều, và những biểu tượng đặc trưng của Fire đã thể hiện rõ hơn trên bản thân của anh, là phần giáp vô cùng gồ ghề, với phần viên tròn cực to biểu thị cho ký tự tiêu diệt của Fire là một hình tròn cùng với dấu gạch chéo. Phần mặt của Fire được điểm tô thêm bằng một lớp kính. Với tạo hình chiếc điện thoại của Fire, chúng ta sẽ liên tưởng hình dạng này của Fire giống với những chiếc smartphone quân đội. Đặc trưng nhất có thể là những dòng smartphone của thương hiệu Samsung. Việc Fire có cấu tạo thế này với chiếc smartphone cũng là chuyện khá hợp lý. Và ngoài Fire ra, chúng ta cũng sẽ còn một rider khác là Kaoru Kaisa. Anh ta cũng sẽ có một hình dạng tương tự, cũng với những chi tiết được thêm thắt vào và biểu tượng của Kaisa, biểu tượng hai vạch và hình chữ X trên cơ thể. Kaisa được tạo hình với màu sắc vàng và đen cực đẹp. Vũ khí của anh ấy từ một thanh gươm hình chữ X đã chuyển hóa thành hai thanh gươm cầm tay, nhìn gì khá giống cách chiến đấu của hai chiếc baton, và cũng thể hiện rõ khả năng của Kaisa, nên tất cả những vũ khí của Kaisa phải được sử dụng gấp đôi so với Fire là chuyện hiển nhiên. Và dựa trên cả hai tấm poster, chúng ta thấy những vũ khí còn lại, những chiếc xe của Fire lẫn Kaisa đều được giữ nguyên, không có quá nhiều điều thay đổi. Nhưng đây là Kamen Rider, mình hy vọng sẽ ít nhiều thay đổi. Với họp báo chính thức thì Fire cũng đứng kế chiếc xe dởm của anh ấy. Với chiếc xe Autobenzin thì có lẽ cũng không có quá nhiều điều thay đổi, vì dù sao chiếc xe này cũng rất thương hiệu khi chuyển hóa được thành robot. Và cuối cùng của video sẽ là một số nhận định của mình về trailer cũng như là nội dung được leak ra. Về phần nội dung leak ra, như mình đã có nói, nó có quá nhiều mâu thuẫn khi tại sao thủ lĩnh của tập đoàn Smart Grand lại là Ophenot, và người lãnh đạo tổ chức này lại muốn tiêu diệt Ophenot. Và lý do tại sao Takumi gia nhập với tổ chức này một phần cũng là vì anh ấy đang dần tan biến như đoạn trailer. Có lẽ lúc này anh ấy đã bị một sự kiện gì đó, vì không phải tự nhiên mà Ophenot có thể tan biến do anh ấy chuyển hóa quá nhiều, hay là do sự kiện diễn ra trong đoạn trailer khi hình dạng Ophenot sói của anh ấy đã bị tấn công bởi đám Rite Trooper một cách vô cùng kịch liệt. Có lẽ đây là đoạn hồi tưởng để chúng ta biết được quá trình của Takumi, khoảng thời gian 20 năm anh ấy đã làm những gì và tại sao anh ấy gia nhập Smart Grand. Và nếu Fire Blaster được tạo hình từ một chiếc vali cỡ nhỏ ở sau xe, thì liệu hình dạng Fire nâng cấp có thể là một chiếc vali hay chăng? Fire Blaster được nâng cấp khá đơn giản khi chỉ là đổi tông màu của Fire cơ bản và thêm một số chi tiết, nên Netfire phần nào cũng có thể được thay đổi một cách đơn giản để trở thành hình dạng Final Form. Còn phần mình quên nói tới, một nhân vật hoàn toàn mới cũng là Rider có thể thay thế Delta. Hình dạng của ta có khắc chữ M trên phần cơ thể, và đối ngược với những rider còn lại, tông màu chủ đạo của ta là màu xanh, phần giáp bên ngoài kim loại với biểu tượng chim mờ, nhìn của ta khá giống hình dạng của một Rite Trooper được phiên bản cải tiến hơn. Và vũ khí chính của ta là hai chiếc dao nhỏ khá giống Kaoru Eternal, một vũ khí khá hay cũng khả năng kích hoạt cùng những dòng năng lượng photon để tấn công tầm xa những chiếc roi. Cô ta sẽ là người hỗ trợ cho Kaoru Fire, cũng có lẽ chính là người đã gây ra vết sẹo trên mặt của Mari. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like, subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Ryder On. Thanh quá trình. Hẹn xin.